Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết dương lịch. Và chưa có cái kèo gì hẹn hay kèo gì bóng banh gì sẽ nổ ra nha các bạn. Bây giờ để Lâm làm cái clip này và mọi người tham khảo vào những câu chuyện mà bên lề sân cỏ bóng chuyền nha. Đại Lâm là người cũng chinh chiến đủ các nơi. Và hiện tại bây giờ đi làm quay clip nhé, quay clip cho các bạn xem. Ví dụ các bạn ủng hộ Đại Lâm và góp ý Đại Lâm cái gì đó thì Đại Lâm sẽ ghi nhận và cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Còn những bạn mà có tư cách mà giống như cào phím đủ thứ các kiểu đó, là Đại Lâm không bao giờ trách các bạn. Tại vì Đại Lâm nghĩ là các bạn có thể là chưa biết về banh bóng hay điều gì đó, chứ bạn chỉ nhìn nhận như thôi mà các bạn cào phím đủ thứ nha. Và sau nhiều cái clip mà có cái clip gây xôn xao nhất mà Đại Lâm thường vô xem đó, đó là cái trận đánh mà hẹn kèo với nhau 35 triệu sổ của anh em Bình Thuận gặp Tài Rô và Quy Bo tại sân sư đoàn 309 ngã ba Vũng Tàu, vô sư đoàn 309 các bạn. Tôi thấy có nhiều anh em vào cập nhật comment đủ thứ các kiểu và nói tôi là thằng già bình luận viên mất dạy. Và có nhiều anh em nói là sao đánh nói hoài, tâm lý sao con người ta đánh được. Và có nhiều anh em nói hay sao không vào đánh, ở đó ngồi ngoài mà cứ nói nha. Đại Lâm sẽ nói cho các bạn nghe nha. Những anh em Bình Thuận nha, nói cho các anh em Bình Thuận nha. Và các anh em Bình Thuận từ nhỏ tới lớn nha, những người chơi bóng chuyền có thể hay nhất và trội nhất, một là Thiện Lùng nha, Thiện Lùng và Tèo ở Võ Xu Võ Đắc gì đó, Đại Lâm quên, Tèo với một người hai người nữa nha, là nổi trội đó. Và tới đó là Bắc Giới hay thật sự, nhưng mà Bắc Giới chỉ đi diễn tuồng nha các bạn. Bắc Giới hay thật sự, đẳng cấp có, nhưng mà Bắc Giới chỉ đi diễn tuồng thôi. Còn đánh hay thật sự, nói thật là Thiện Lùng là người hầu như Đại Lâm biết là hay nhất của Bình Thuận nha, của huyện gì đó, Đức Linh hay Tánh Linh gì đó, nhưng mà Thiện Lùng là hay nhất nha, theo Lâm biết. Và những anh em tại vùng thành phố Phan Thiết này, như ngã hai nè, cây số 11 nè, Hàm Thuận Nam nè, Hàm Thuận Bắc nè, Mũi Kê Gà nè, và giáp ranh với Tuy Phong đủ thứ các kiểu nha, hầu như Đại Lâm, cái đất Bình Thuận, Đại Lâm dẫm chân gần hết những nơi có sân bóng chuyền độ nha các bạn. Tại vì Đại Lâm đi tới đâu, nếu có sân banh thời đó, Đại Lâm sẽ tới sân banh đó, không biết người ta hay là dở nha, Đại Lâm sẽ tới liền. Nói thật sự như thế các bạn. Các bạn vô nói bình luận viên mất dạy, thằng già xạo lồn, đủ thứ các kiểu nha. Đại Lâm không bao giờ trách các bạn, tại vì nghĩ như các bạn không biết xem bóng hay là cái gì đó, các bạn mới nói vậy thôi nha. Còn nếu các bạn biết xem bóng nha, là không bao giờ nói tới dùng từ đó. Các bạn quê Bình Thuận hay gì đó, những cái clip, những cái comment gì của các bạn lên clip mà 33C chung kết giữa Tài Nhỏ, Rô và Weibo đó nha, thì các bạn nên xem lại đấy. Hỏi cái mặt già nhìn thế nào nè nha, nó thật sự như thế nha. Và các anh em Bình Thuận từ nhỏ tới lớn, nếu mà dân chơi bóng chuyền sẽ biết Đại Lâm là ai nha các bạn. Cái nó thật sự như thế nha. Thật sự mà nói, Đại Lâm đi kiếm cơm nè, mấy chục năm nay là cái nghề này của Đại Lâm, nói thật sự như thế, một câu danh dự luôn. Còn bây giờ thì Đại Lâm không bao giờ trách các bạn nữa nha. Đại Lâm chỉ nói rồi góp ý cho các bạn này thôi. Hiện tại bây giờ Đại Lâm đi làm YouTube nè, quay những cái kèo hấp dẫn thì các bạn vào xem. Các bạn ủng hộ Đại Lâm thì Đại Lâm cảm ơn các bạn rất nhiều.
Còn các bạn góp ý thì là Lâm ghi nhận. Còn những cái thứ tào lao cào phím thì chẳng hề gì đâu các bạn, nó thật sự như thế nha. Đấy. Chứ các bạn nói thừa anh em bình thuận tâm lý đủ thứ các kiểu này kia, bình luận viên nói tào lao nhiều ngữ ngoài nói này kia làm anh em bình thuận đánh không được. Nếu đã chơi cuộc hẹn, đã chơi ăn tiền thì tâm lý là một cái điều hết sức vững vàng. Đây, đó là chơi cờ bạc. Cái đó thật sự nó chơi cờ bạc đi cho đại đi nha. Đó là thiếu va chạm cái gì đó nên các bạn đã bị như thế. Và hôm xét bóng đó tôi thật sự là tôi trực tiếp và thằng em đi chung với tôi nè, chung với Đại Lâm nè. Theo anh em Bình Thuận 5 cây, 5 cây theo anh em Bình Thuận xét đó nha các bạn, 5 cây. Mà tôi rất tiếc cho anh em Bình Thuận được hai ba cơ hội mà không ăn được tài rô quy bo. Là một cái điều quá tiếc cho anh em Bình Thuận. Và anh em Bình Thuận nên rút kinh nghiệm là những lần như thế sau này nếu mà có cơ hội đánh lớn như thế. Nha. Đại Lâm không bao giờ mà nói anh em Bình Thuận này kia, chỉ tôi là bình luận viên cho nên tôi phải nói cái này nói kia cho trận đấu nó xôn xao lên, nó hấp dẫn lên, các bạn biết điều đó rồi nha. Thật sự thằng em tôi nó theo xe banh, nó theo Bình Thuận 5 5 cây, 5 cây nha các bạn. Cái đó nói các bạn nghe nha. Đó là điều tôi muốn gửi gắm tới những các bạn trẻ biết chơi bóng chuyền hay không biết chơi bóng chuyền tùy các bạn. Nhưng mà các bạn đừng nên cào phím đủ thứ này kia nha. Trước khi nói nhìn lại mình như thế nào đi. Tôi cũng tầm 48, 49 tuổi, tôi không còn trẻ nữa các bạn. Nhưng mà tôi không trách các bạn làm gì đâu nha. Ngày trước, chỉ cần các bạn nói cái sân nào của các bạn, tôi không biết các bạn hay là vợ, là tôi sẽ lấy ra tiếp liền. Đủ các thứ loại kèo, tài chân gì tôi sẽ tiếp các bạn hết. Cái đó là thật sự là có các bạn. Hãy hỏi thiện lùng, hãy hỏi thiện lùng và bát giới sẽ biết đẳng cấp và trình độ để làm như thế nào, solo tay như thế nào và đánh tay như thế nào nha, đà đầu dò như thế nào, chỉ bao nhiêu thôi, tôi không cần nói nhiều. Tất cả anh em Bình Thuận, nếu mà những người biết chơi bóng sẽ biết Đại Lâm là ai và như thế nào nha. Tôi thì tôi sống rất hòa đồng, tôi vui vẻ cực kỳ, tôi không có tào lao ép họ chèn như thế nào, tôi không có thật sự như thế. Nè, đó là điều tôi chân thành của tôi nói cho các bạn nha. Các bạn chỉ ngồi nhà, các bạn sao không đi quay clip thử giống tôi thì thử cái thế nào nha. Ở đó mà ngồi cào phím đủ thứ các kiểu, được cái gì? Đấy, thật sự được cái gì? Đấy, thật sự bây giờ cảm giác như tôi Tết này đã là 49 tuổi nha các bạn. Nếu mà đẳng cấp và giữ phong độ được như tôi, đếm trên đầu ngón tay 1, 2, 3, 4 được bao nhiêu người nha các bạn. Đừng nói các bạn lên cào phím mà nói tôi là thằng già mất dạy mặt lòn đủ thứ các kiểu nha. Cái đó là tôi nói cho các bạn nghe như thế nha. Tôi không có biết cái điều gì hơn, tôi không trách các bạn, không trách các bạn bao giờ nữa nha. Đây, đó là điều về vấn đề cái kèo xích banh 3-3 giữa chung kết giữa anh em Bình Thuận và tài nhỏ và rô và quy bo. À, cái đó là như thế nha các bạn. Và tiếp tục tới về chuyện ngoài sân cỏ, ngoài lề sân cỏ của bóng chuyền. Thật sự bây giờ trong lòng tôi ấm ức nhưng mà tôi phải nói ra cái điều này để cho nó giải tỏa nhẹ trong cái lòng tôi nha. Tài nhỏ hiện tại bây giờ đẳng cấp cực kỳ hay đủ thứ các kiểu nha, đẳng cấp kỳ đầu dò đủ các kiểu, tài nhỏ hiện tại bây giờ là quá đẳng cấp nha các bạn. Nhưng có một điều, tài nhỏ hiện tại bây giờ không còn là tài nhỏ như mấy năm về trước nữa. Từ Sóc Trăng chân ướt chân ráo lên Bình Dương một kỳ Đại Lâm đầu dò bỏ ngực nha, một kỳ Đại Lâm đầu dò bỏ ngực nha. Đại Lâm ru tài nhỏ và tài nhỏ ru Đại Lâm, set 500 tại sân Bình Dương cũ của anh Tâm nha, sân Bình Dương cũ nha, và tài nhỏ thắng Đại Lâm nha. Và tài nhỏ rủ Đại Lâm solo tay lại, Đại Lâm quýnh cái tài nhỏ có ba nốt nhạc thôi các bạn, thật sự thế. Tài nhỏ có ba nốt nhạc, Đại Lâm thắng set banh nó lại là 500 lại thôi, nó là huề. Và bắt đầu từ đó nha, tài nhỏ
Alo cho Đại Long. Chú ơi, con muốn theo chú kiếm cơm nha. Và Đại Long không bao giờ từ chối điều đó. Tại vì một cái thằng bé đang học cấp 3 dưới quê Long Phú Sóc Trăng nha. Long Phú Sóc Trăng, nhà của tài nhỏ. Đại Long từng về ngủ nhà tài nhỏ rồi nha. Và trong những cái số thằng nhóc đi chung với Đại Long, tài nhỏ là một cái người cực kỳ ngoan và cực kỳ hiền, mà theo Đại Long biết Đại Long rất thương nó, thật sự như thế, rất thương tài nhỏ và dìu dắt tài nhỏ lúc đầu mới đi chung nha. Đấy, cái đó là thật sự trong lòng Đại Long không bao giờ nói tào lao cái điều này nha. Và những lần gần đây tài nhỏ không còn là chính mình nữa. Tài nhỏ nói chuyện với Đại Long giống như là hai cái thằng bạn giống nhau. Nó nhiều lúc nó nói đọc muốn đọc điện thoại Đại Long không cho quay, hoặc là nó nói đủ thứ các kiểu này kia, mặc dù Đại Long biết cái điều đó có đôi lúc là nó hơi quá đáng đủ thứ nha, quá đáng đủ thứ, nhưng mà Đại Long không hề trách nha, không hề trách tài nhỏ cái điều đó nha. Nhưng mà thật sự cái trận vừa rồi giữa tài nhỏ và Thọ đầu dò qua một cái nha, quấn Bắc Giang bắt bằng kia qua bằng dò nha nha, thật sự kèo đó nha. Tài nhỏ với Thọ không có cửa và không có đường ra với quấn Bắc Giang, nó thật sự không có cửa và không có đường ra luôn nha các bạn, cái đó là thật sự 100% luôn nha. Đại Lâm không nói điều gì nữa, chỉ nói bấy nhiêu ngắn gọn cho các bạn biết đó là như thế nha. Còn bây giờ Đại Lâm xin có đôi lời về tài nhỏ chút xíu nha. Cuộc đời này còn rất dài và rất dài nha tài nhỏ. Hãy sống thật với chính bản chất của con người mình nha. Mọi người sẽ công nhận mình như thế nào và như thế nào nha. Đừng để mọi người xem mình và nói mình những cái điều gì đó không tốt với mình đó nha. Đây, Đại Lâm đùm bọc bảo bọc tài nhỏ như thế nào tài nhỏ sẽ biết nha. Rồi cái lúc tài nhỏ khổ và thiếu nợ người này người kia như thế nào không ít không nhiều, nhưng mà tự tài nhỏ sẽ biết nha. Và Đại Lâm cũng từng ra mặt xin giùm tài nhỏ cái này cái kia và nói này kia cho tài nhỏ nha, thì đó là chính tài nhỏ biết nha. Đấy, Đại Lâm chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Cuộc sống này rất dài nha. Nếu tài nhỏ tôn trọng Đại Long thì Đại Long tôn trọng tài nhỏ nha. Cái đó nói câu chân tình, thật sự chân tình. Đó là điều mà Đại Long muốn nói hai vụ việc, là một là anh em Bình Thuận về cái sách banh tài rô bo, thì gặp ba anh em Bình Thuận tại sân sư đoàn 309 cái bãi Vũng Tàu vào khoảng 2 km các bạn. Và trường hợp của tài nhỏ hiện tại bây giờ nói nhiều cái câu nói thật sự không còn là tài nhỏ của ngày xưa nữa nha. Cái đó là mọi người nhìn nhận và ghi nhận cái điều đó thôi. Đại Lâm không cần nói nhiều nữa các bạn. Nếu Đại Lâm già, Đại Lâm bậy, Đại Lâm chật, thằng nhỏ chưa mặt Đại Lâm, Đại Lâm ok, Đại Lâm sẵn sàng xin lỗi nha. Đại Lâm sẵn sàng xin lỗi. Chỉ nói như thế thôi. Cuộc sống này vô thường bất chợt lắm, rất dài, còn rất dài ở phía trước. Nên hãy làm một điều gì đó vui vẻ cho mọi người là ok và tốt hơn. Thì năm mới Đại Lâm có đôi lời chúc cho các bạn, toàn thể anh em xem YouTube và bạn bè bóng chuyền, mọi người luôn vui vẻ, sức khỏe và an khang thịnh vượng nha các bạn. Đó là bấy nhiêu lời Đại Lâm muốn nói sau những gì đang biến động, đang trải ra hiện tại bây giờ trước mặt các bạn. Đấy vậy à. Chúc các bạn sức khỏe năm mới 2020, an khang thịnh vượng bên người thân và gia đình nha. Xin chào các bạn nha.